Gu lạ quá ha, gu lạ. Gì đâu gu. Hai bên nắng quá vậy. Gì dễ đâu, lấy cái tô đó úp lên vậy nè. À, chưa lại còn như là lát. Cạo xung quanh rồi dở cái tô ra nó vậy thôi gì đâu. À đúng nó phải làm mà ăn gian nó thêm. Phong độ quá chị ha. Phong độ không? Tên là Lê Thị Bích Ngọc ạ. À. Năm nay em 28 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Thôi Tường khỏi nói rồi. Thuộc bài dữ ha. Chúng ta sẽ gặp chàng trai của ngày hôm nay. Xin mời. Chào bạn. Chào Thị Linh. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Gì vậy? Hay vậy nha. Trời ơi. Thấy quá đẹp trai các bạn. Đẹp trai. Gì? Lạ. Bạn tên gì? Kính chào quý vị khán giả. Mình tên là Đoàn Đông Hải. Năm nay mình 29 tuổi. Đang làm nghề gì? À, mình hiện là cán bộ văn hóa thông tin. Cán bộ văn hóa thông tin hả? Tưởng đâu à, bạn cái chức danh nó đầy đủ của em là cán bộ văn hóa thông tin, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và gia đình. Trời ơi. Danh dài dữ á. Nó có dính tới văn nghệ nên anh thấy em nó vậy á. À, vui đúng không? Yeah. Vui. Văn nghệ, có bài hát người vui vui không? Hát tặng bài lấy không khí thôi. Không, vui vui nha. Em không có biết hát anh. Không biết hát làm văn hóa văn nghệ. Dạ, em làm cán bộ thì em mướn đạo diễn, em mướn thầy gì dạy chứ anh em đâu biết dạy. Em ơi, dạ, nhưng mà chị thấy lạ lắm tại vì thường á người ta nói kiều nữ gặp đại gia mà đại dạ. gia thì thích chân dài dạ. mà em thì chân quá dài mà sao em không có đại gia? Dạ, vì em nghĩ chắc do em tuổi dần hả chị nên cao số. À, tuổi dần nên cao số, 28 tuổi dần đúng rồi. Bây giờ mà nếu mà gặp người đúng đối tượng là cưới liền luôn chưa? Cũng dạ. lớn tuổi rồi. Dạ có chị. Cưới liền phải không? Dạ. Bên kia có muốn cưới liền không nè? Có chị, có chị. Có chị, có chị phải không? Vậy em muốn cái người bạn trai của mình sẽ là người như thế nào? Dạ, bạn trai em thì em mong muốn là cao hơn em một xíu, khoảng mấy 1m4 chị. Em cao bao nhiêu? Dạ, em 1m73. Em 1m73 rồi em quất đôi giày vô nữa thành 1m8. Xin lỗi chị hỏi nha, em cao dạ. được mét mấy vậy? Dạ em đủ chuẩn của bạn bên đó chị ơi, 1m75. Em thấy bạn đó nói vậy em mừng lắm. Mừng lắm ha. Dạ. À, bây giờ em thích cái người bạn trai của mình là như thế nào? Tính cách thì là rất là nghiêm túc trong tình yêu chị, vui vẻ quá trời vui luôn. À, bạn 30 tuổi rồi làm cái công tác như vậy tôi nghĩ rằng bạn là một người rất là năng động, vui vẻ hoạt bát. Dạ. Tại sao bây giờ vẫn chưa có người yêu? À, cái công việc của em thì tiếp xúc với lại cỡ là tuổi em thì nó ít lắm anh, em tiếp xúc hầu như là thiếu nhi nhiều. Bởi vậy hiện giờ em cũng chưa có tình dắt dai. Với cái thứ hai thì cái tính tình của em cũng thích tự do chút xíu nên tới lúc mà đi ngoài đường thấy người ta có ghẹ ngồi ôm bên cũng thấy sướng sướng và không có em mới nhìn lại thấy mình cũng tới tuổi rồi cái vô tình xem chương trình thấy cũng hay hay nên thôi biết đâu được anh. Gì biết đâu được anh? Biết đâu được cái cô bên kia. Nhưng mà... biết đâu được cô bên kia ơi. Biết đâu được anh. Em ơi cho chị Tường hỏi này, nhưng mà giờ em đến chương trình là em muốn tìm ghẹ hay là em muốn tìm vợ? Em muốn tìm ghẹ thì tìm hiểu thì... Ghẹ là gì? À em muốn tìm con gái. À, ghẹ. Chưa có manh tình nào dắt dai trơn, thiệt tình luôn vậy hả? Dạ thiệt chị. Yêu tại sao không dám nói hay sao? Em dắt gái lắm anh ơi. Rồi mẫu người bạn gái của bạn như thế nào? Em rất là giản dị nên em cũng muốn bạn gái em giản dị. Vui vui giống em. Tưng tưng chút xíu thôi được. Tưng tưng có cùng quá. Không một chút xíu vẫn được phải không? Dạ tưng tưng chút thôi chị Cát Tường ơi. Không thích gì ở mẫu bạn gái của mình? Em không thích mẫu bạn gái của em là ngồi đừng có gác trên lưng ghế. Đừng gác ghế còn sao? Dặn vậy nè anh. Ghét lắm anh. Trời đất ơi em nói gì chứ dưới quê ta ngồi vậy không hay không? Không ở nhà thì được, ngồi ở nhà thì được anh em. Còn ví dụ mà đi với em thì đừng có ngồi vậy. Với đừng có sơn móng tay móng chân. Sơn móng chân sao mà không thích? Sơn cho đẹp chứ có gì đâu thích. Em nhìn nó sao sao quá anh. Sao là sao? Sơn móng tay là sao? Bạn nói cụ thể đi. Sơn móng tay rằng thấy sao? Đẹp lạc hậu quá ông ơi, thời buổi giờ sơn móng tay nó lèo lẹt anh. Em rất giản dị. À không thích lèo lẹt. Dạ đúng rồi anh. Thôi giờ gặp luôn đi. Gặp đi. Nôn quá rồi. Trời ơi móng tay móng chân. Để coi coi thử coi. Có sơn móng tay móng chân không? Không. Không có sơn móng tay móng chân. Có sơn mắt được không? Dạ được. Bạn dễ thương, vui. Dạ, tính ảnh cũng rất là vui vẻ, hòa đồng anh.
thấy hợp chưa? Dạ chắc là hợp. Hợp rồi thì gặp. Để tôi gặp trước đi ông. Trời ơi ham quá. Không móng tay móng chân. Đi la cà. Ý cũng dạ. Lạ quá ha, gu lạ. Cái gì đâu gu. Hai bên láng quá vậy. Cái gì dễ đâu, lấy cái tô đó úp lên vậy nè. À chưa lại còn như là láng. Cạo xung quanh là dở cái tô ra nó vậy thôi gì đâu. Phải đúng mấy phải lâm không mà anh Giang nói thêm. Phong độ quá chị ha. Phong độ phong độ. tự tin ok được. Được em, rất là dễ thương em ơi. Được. Rồi cho gặp nhau đi, em chịu rồi đó. Tôi nhấn nút cho. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bà Mối Hẹn Hò. Cùng hai MC cười kha 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 với các cặp đôi hôm nay nhé. Đó, nhìn qua em nhìn trước đi, thấy phía sau không? Thấy mái tóc ánh kim không? Thấy sao? Lạ quá hả? Lạ chưa? Lạ. Cái tóc bóc lại khó lắm em. Giống như là kêu đi ăn trái thanh long mà đừng bỏ hột vậy đó. Rồi quá, nhìn nhau 2 phút. Em chào anh ạ. Chào em. Nhìn em anh gung quá. Gung như gõ. Quê ở đâu ạ? À? Nghe như miền Tây ạ. Anh quê quán Bình Dương nhưng mà sanh ra thì ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Lớn lên cũng ở đây, nhà cũng ở đây. Dạ. Còn em? Dạ em thì quê Bình Định ạ. Em biết múa giỏ không? Dạ không ạ. Hên quá. Hay quá. Anh sợ biết múa giỏ lỡ mốt anh đi chơi quýnh à. Em hiền mà. Em thấy anh sợ. Dạ rất dễ thương ghê. Thấy anh đẹp trai không? Bất cỡ đâu, bất cỡ mình có chuyện đó gì. Câu hỏi này khó mà anh. Nói thật lòng đi. Nói thật mất lòng anh. Không sao, nói đại đi. Thì sao là không đẹp rồi. Anh nói đại mà. Đủ đẹp anh. Đủ là được. Anh cảm ơn em. Em có muốn hỏi gì về anh không? 30 giây nữa. 30 giây còn lại em hỏi anh đi. Anh thích hay thích đi chơi á. Nhưng đúng mà rồi. Em ngược lại thì em không hay thích ở đi nhà chơi. Không phải không thích mà là ở nhà nhiều á. Thì anh có như khi quen nhau mà em cũng không đi được chơi được nhiều thì có sao à? Đâu có sao, em miễn sao em cho anh đi được rồi. Rất đơn giản. Tiếp tục. Sao anh hỏi em thì... Sao em, nhà em ở đây là em ở... Nhà em ở đây hay là em vô đây em làm thôi? Em vô đây làm thôi anh. Em ở với hai đứa em của em. Hai. Em còn hai đứa em nữa hả? Thôi hết vui rồi. Bạn để tay vô nút bấm đi. Cán bộ kế hoạch hóa gia đình. Ê, không phải. Bộ gì đó, gì thể dục thể thao văn quá, gia đình văn nghệ gì đó lưng. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Nếu các bạn đồng ý các bạn nhấn nút, còn không đồng ý không nhấn nút. 1 2 3. Hết thời gian. Người khác vậy. Có một sự coi như giật mình vui không hề nhẹ. Sợ không? Bằng sợ bằng gái không nhấn nút không? Dạ cũng bình thường anh, ví dụ nhấn nút em vui hơn. Không nhấn nút thì nhấn sao? Không nhấn nút thì em gán ra ngoài em liên hệ em làm bạn. Em tên là Hồ Thị Hoài Thu, năm nay em 23 tuổi. Em đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời. Xin chào. Bên kia là Hồ Hoài Thu. Bạn tên là gì? Em tên là Nguyễn Hoàng Minh. Đang làm nghề gì? Em đang là nhân viên IT. Em năm nay 25 tuổi. 25 tuổi. Có người yêu rồi? Dạ chưa. Có rồi? Chưa. Có rồi? Chưa. Hồi xưa giờ có chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Chưa. Chưa một lần nào có người yêu? Dạ. À đấy. Sao chưa mà kỳ giờ vậy? Có người yêu. Có khiếm khuyết gì không? Do chưa đạt đủ tiêu chuẩn của em. Hả? Chưa đủ 3 tiêu chuẩn của em đưa ra. Tiêu chuẩn gì? Thứ nhất là bạn nữ phải cao trên 1m60. Cái thứ hai? Phải có nụ cười đẹp, có đôi mắt nai. Mắt nai? Mắt trâu được không? Thí dụ giống ai nè? Em có hình, em có hình mẫu. Hình mẫu luôn? Dạ. Rồi đây, coi. Đi xem người yêu rồi kiếm có hình mẫu luôn. Toàn là diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ nổi tiếng không à? Toàn gọi làm dấu luôn ơi.
cô gái phải có má lúm đồng tiền thế này làm dấu luôn nè, rồi có nụ cười như cô này nè, cái gì vậy trời, rồi có đôi mắt như cô này nè, có dáng như hoa hậu này nè. Ừ, ghép hết mấy đó lại thì không nghĩ luôn á. Bạn lựa ra trường chuẩn đó từ lúc nào? Từ khi bước chân vào đại học. Tự nhiên sao lại đặt ra cái chuẩn như vậy? Tại vì em yêu thích cái đẹp, em thích những cái đặc điểm như vậy nên em cố gắng tìm kiếm những người được như vậy. Giống hệt vậy mà lớn hơn em 10 tuổi được không? Dạ cũng được. Nè chị cũng có đúng đồng tiền là cưng qua đây. Còn hơn là đi thi cái gì mà xét duyệt gì mà làm thấy ghê luôn vậy. Em đừng có bị người ta áp đảo tinh thần nha. Bây giờ chị hỏi em, bên kia chưa có bạn gái đó, em có bạn trai chưa? Dạ em chưa. Chưa luôn, dạ. Từ đó giờ chưa luôn. Dạ chưa. Em có đem tiêu hình về tiêu chuẩn của em không? Dạ em thì không có yêu cầu cao về ngoại hình ạ. Cao hơn em thì khoảng từ 1m68 trở lên ạ. Em thích những người mà hiền lành á, không có nói nhiều lắm. Rồi em không thích bạn trai em những điều gì? Em không thích bạn trai của em hút thuốc lá. Bên kia có hút thuốc không? Dạ không. Rồi lớn nó mạnh mẽ quá, tiếp nhìn em. Không dính dáng đến tệ nạn xã hội ạ, như là cờ bạc, ma túy, hút chích. Có không? Sao nãy dạ không mạnh mà giờ dạ cái gì suy nghĩ vậy? Cờ bạc thì cũng ít. Trời ơi. Không, lâu lâu mới chơi. Chơi cho vui. Còn không thích cái gì nữa nói hết luôn. Vũ phu ạ. Bên kia có đánh phụ nữ không? Không bao giờ. Rồi gì nữa em? Em muốn anh ấy là người thích chơi thể thao, nói chung là ưa vận động. Có rồi. Em có chạy bộ buổi sáng. Không, chị tin, chị tin. Bạn này có cái gì là nói liền, còn không có là phải suy nghĩ. Không có ngồi. Trả lời nhanh là biết là có rồi đó. Bạn gái em đưa ra tiêu chuẩn như vậy, em cũng đưa tiêu chuẩn như vậy rồi. Nhưng mà hỏi em là em đưa tiêu chuẩn anh nghĩ rằng hơi cao đó. Em nghĩ rằng mình có tiêu chuẩn gì mà đưa ra tiêu chuẩn như vậy? Em có ưu điểm là không bao giờ hứa hẹn bất cứ điều gì mình không thực hiện được. Cho nên từ đó giờ em chưa bao giờ hứa gì hết trơn đúng không? Dạ không. Cái gì cũng cái gì mình làm được trong khả năng của mình. Ví dụ là cái gì? Tôi nói nghe thử rồi. Giả sử bạn rủ đi chơi mình nghĩ là hôm đó mình đi được thì mình vẫn đi. Phải hứa. Trời ơi, còn đi không được thì bảo không được không đi. Có cái gì to lớn hơn cái vụ đi chơi đó không? Không hút thuốc lá. Yêu động vật. Quan điểm sống của em như thế nào? Quan điểm sống em từng làm hướng đạo sinh. Vậy nên hả? Có những cái quan điểm là theo hướng đạo, nguyên tắc. Nguyên tắc đầu tiên của hướng đạo là trọng danh dự. Nguyên tắc thứ hai là yêu thương các sinh vật, loài vật, động vật. Và cái cuối cùng là hướng đạo sinh gặp khó khăn cũng vui tươi. Chị rất là thích cái hướng đạo sinh. Chị phải qua chị nhìn em để chị hỏi cái vụ này. Qua nhìn đi rồi biết. Đó. Bao nhiêu năm đi thương theo hướng đạo sinh rồi? Em đi từ năm lớp 7. Nãy em nói là cái gì? Quan trọng nhất là... Là gì? Quan trọng nhất là trọng danh dự. Trọng danh dự. Hết sức là tự tin và bình tĩnh. Rất là hợp. Hợp. Hợp với cô bên này chứ không hợp với em. Hợp với cô bên này. Hợp cô đấy. Nè, để anh qua anh coi cô kia nha, coi sao nha. Em đưa ra những tiêu chuẩn nè. Nếu như mà thiếu một trong những tiêu chuẩn này, em có đồng ý không? Cũng có thể đồng ý. Thí dụ giờ là dáng đẹp nè, nụ cười tươi nè, rồi má lúm đồng tiền nè, nhưng mà mắt dịch dịch thì được. Thiếu thí dụ vậy được. Nếu mà đã yêu thì chấp nhận luôn. Đúng rồi, vì cần gì tiêu chuẩn ở đây. Xạo quá. Nếu mà yêu không có bốn tiêu chuẩn này được không? Không, suy nghĩ lại, lúc đó suy nghĩ lại. Mày hơi cứng rồi nha. Hãy là chính mình đi, hãy là chính mình đi. Đừng mình có thay đổi quan điểm. Gì vậy nhỉ? Gì vậy? Có vô được nào không? Giống dò vé số quá vậy. Số sổ. Em coi bốn tấm hình này. Đi coi. Dáng này em có đáp ứng được không? Dạ không. Thấy không những có đúng cái nào hết trơn á. Có tiêu chuẩn em không? Không. Anh coi so rồi đó. Còn em so thôi tùy em. Rồi để kéo màn lên đi rồi cho anh ấy tự dò kết quả. Rồi kéo màn lên. 2 phút. Nhìn nhau bắt đầu. Chờ em. Lấy hình đó coi coi. Hả? Được không? Cậu nhớ đến đầu rồi hả? Hôm nay em đi tham gia chương trình cùng với ai? Em đi với anh trai của em. Ủa anh trai có trong phần của em không? Dạ có
Dám coi đòi coi mặt anh trai lắm hả? Anh đặt ra những cái tiêu chuẩn như vậy, bây giờ anh gặp em rồi anh không có giống với tiêu chuẩn nào hết, anh có thấy thất vọng không ạ? Không, không hề thất vọng. Thì đặt ra chỉ ông. Em nghĩ anh đủ tiêu chuẩn của em không? Ta đâu có tiêu chuẩn gì đâu. Thấy tiêu chuẩn gì, không hút thuốc rồi. Anh đáp ứng được gần như là hết tất cả. Hình như anh thấy anh có một cái tiêu chuẩn không không đáp ứng á. Em yêu cầu là cao 1m68, anh có cao 1m65 rồi. Nhớ thì hay gì kỹ vậy ta? Ba phân độn được. Tại vì em không cao lắm nên cái đó cũng không là vấn đề lắm. Hết thời gian. Đúng tiêu chuẩn thì có tiêu chuẩn nào? Có. Có không? Mấy tiêu chuẩn? Em thấy được một tiêu chuẩn rồi nè. Tiêu chuẩn nào? Nụ cười đẹp. Có một tiêu chuẩn rồi hả? Chứ không, mới nhìn lần đầu mới thấy được tiêu chuẩn. Giờ chừng nào mới thấy hết 4 tiêu chuẩn? Để tìm hiểu sao mới thấy hết. Xạo quá, ngoại hình mà có vụ mới nhìn không thấy. Quan điểm của người ta vậy kệ người ta. Đi đâu coi, kiếm người yêu cũng cầm hình vậy là hay đó. Ừ. Ha. Rồi, và để tay vô nút bấm. Tay kia anh ơi. Đây. Tay này em. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Quyết định hay không quyết định. 1. Ngồi tướng đẹp quá vậy. 2. Ba. Hết thời gian. Tôi mệt với anh lắm nha anh. Dạ. Suy nghĩ sao bấm. Dạ. Thì phải tìm hiểu chứ anh. Bây giờ thì cũng có được nét mà có nụ cười đẹp thì em phải tìm hiểu coi. Chỉ khoái cái nụ cười đẹp thôi hả? Dạ. Ông đâu, ngoại hình cũng cân đối chứ anh. Vậy thôi dẹp ba hình này đi ông nội. Nè lấy anh. Lấy cái hình nụ cười đẹp thôi. Rồi bỏ túi hình này đi. Tặng cái người này người khác là tặng cái gì? Quái trai. Alo, nghe mà đầu ai hả? Dạ rồi anh. Điện chương chuẩn bị. 5 4 3 2 1 vỗ tay. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Cảm ơn Toshiba Việt Nam, Toshiba Việt Nam đỉnh cao tiếp tục bản các tài về thực hiện trên. Còn bây giờ Ngọc Lan của Linh tiếp tục kết nối cặp đôi đang tìm một nửa mang ghét của mình. Xem hôm nay họ có muốn hẹn hò không nha. Xin mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Lê Thị Giang, sinh năm 92 đúng không? À, Giang thì nó lớn lên nha, để cho bên nhà trai cùng nghe luôn. Giang nó lớn lắm á, mà tại hình như cái loa tầm trôn của mình á, à, không có. Rồi, mời em trai. Dạ, à, đầu tiên thì em xin chào anh Lê. Rồi em. Chị Ngọc Lan, Ngọc Lan từ bên kia và chào các bạn. Thì em xin giới thiệu, em tên là Đỗ Thành Phong ạ. Năm nay em 30 tuổi, nhưng em chấp tận dụng tại làm việc gì không? Dạ, em là nhân viên văn phòng của Đức Phục. Còn Giang bên kia là làm gì Giang? Dạ hiện tại là em làm việc công trợ trong một công ty bất động sản. Tôi đang có rất nhiều rất nhiều cảm hứng. Giang Phong. Trời ơi. Nghe cũng sống cho bó luôn. Đây. Ưu điểm của Giang là gì Giang? Dạ ưu điểm của em thì có thể là người vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình. Và em cũng là một người uy tín và tích cực cao trong công việc cuộc sống ạ. Còn cái điểm của mình. Điểm của em thì có thể là người khác tính, là tồn tại, là có chức năng tính xíu. Ý
tính mà còn nóng tính nữa. Mệt lắm mày nha. Thủy tính mai vô còn nóng tính quýnh à. Rồi, mời Phong. Dạ. Thì về điểm mạnh của em là chu đáo, nhiệt tình, biết quan tâm đến các người khác, hay cỡ. Còn về điểm yếu của em thì là hơi rụt rè. Rụt rè tính năm đồng. Dạ. Có nhát gái không? Dạ. Không có đúng không? Rụt chỉ đám đông rụt rè thôi. Gặp gái là không rụt rè đúng không? Không có nhát gái gì bao nhiêu mối tình rồi. Không đó, không bao nhiêu mối tình rồi. Dạ thì em, nếu mà nói về mối tình thì em chỉ có một là nhưng mà trong thời gian ngắn đi thôi. Mối tình ngắn là ngắn sau không? Dạ ngắn thì cũng chỉ có kéo dài khoảng 3-4 tháng rồi. Dạ dạ. Thì là nó chỉ là mối tình đầu đơn sơ một mặt thôi đó. Đúng rồi. Chưa có hứa hẹn sâu đậm như thế đúng không? Dạ. Nhà ta chứ còn trong queo. Chưa biết yêu nhiều lắm đâu. Mời nhà gái. Nhà gái cười quá trời cười luôn. Không biết mất tình. Cái gì vài mối tình chính thức hả? Vậy là mối tình chính thức chắc cũng khá khá. Để ta trải nghiệm thôi. Hả? Ông chào con gái. À, con gái xinh đẹp lắm. Để sơ sơ vài mối tình tiếp tục rồi. Thì em có bao nhiêu tình hả? Bao nhiêu tình? Dạ, một tình là sinh viên. Một tình là ra trường và một tình là ra trường. Mối tình nào dài quá? Mối tình là cũng làm 2-3 năm. Không, tức là có một cái hành trình 10 năm. Tình yêu lăn lộn ngược lặng làm lăn lộn ngược lặng như vậy. Tình yêu làm giống như đi xuống sông là bắt cá vậy. Nói chung là Giang rất là xinh ha, là nhiều chàng trai đeo đuổi dưới tóc, chưa tính là những mối tình lẻ tẻ thôi đó nha. Tình phớt phớt qua. Nhưng mà sau ba mối tình đó thì em hơi hỏi xem tại sao mình lại chia tay, có gì nó lỗi gì mình nói về mình thôi, khỏi nói với người kia. Em nghĩ về sao em yêu cầu. Em yêu cầu quá cao, nhu cầu anh cao lắm hả? Dạ. Thì em mới nói cao đó. Cái mặt không kỳ. Yêu kỳ, em nói là em yêu cầu quá cao thì đúng rồi. Yêu cầu là nó cái nhu cầu á. Nhu cầu yêu cầu thì giống nhau mà ta. Khác nha. Khác hả? Vậy tôi lộn thôi. Em có thể nói về nhu cầu là gì là? Nhu cầu đúng là nhu cầu là đúng. Điều xuống dưới anh Tôn nói là nghe. À, yêu cầu gì vậy? Mà già giác. Ừ. Vì lúc quen nó đo liền đi chứ để quen xong rồi tớ thấy... Hỏi liền bên kia mét nhiêu? Đi qua coi nè. Mét 8. Hỏi coi mét 8. Về chỗ đi. Bao nhiêu luôn yêu cầu gì mà cao nữa đâu. Mạnh mẽ bảo lực. Mạnh mẽ không? Thì có à. Sao nó bảo lực không? Mạnh mẽ, khỏe mạnh. Gì mạnh mẽ với khỏe mạnh nó cũng khác nhau lắm. Mạnh mẽ là về tính cách, khỏe mạnh là về sức khỏe. Khỏe là sao? Khỏe mạnh có thể bê giác, phun giác được. Thì cũng khỏe mạnh luôn. À. Còn mạnh mẽ cũng mạnh mẽ luôn. Nói chung gì mạnh hả? Ừ. Mình nhớ. Về công việc thì là ba cái mối tình trước á. Tức là em mới đưa lên cái yêu cầu như thế. Rồi mấy bạn cũng đáp ứng được yêu cầu đó đúng không? Cái yêu cầu đầu tiên thì trước khi tìm được là yêu cầu của mình á, nhưng mà thì tổng thời gian tìm việc thì nó còn rất là cái yêu cầu đó mình đã đạt được rồi. Nhưng khi mà quen nhau rồi thì cái tính cách của mình đúng không? Không đúng yêu cầu của mình đúng không? Và bây giờ thì tính cách sao? Cái điều bạn đó là tâm niệm của mình. Sao? Cái nghệ thuật là cái nghệ thuật không tình yêu ở trong nhân dân thì cái sự tôn trọng nghệ thuật nó rất là đúng rồi. Tại vì em cũng là phải biết như là cái nghệ thuật là cái nghệ thuật như thế thì là cao học cái đầu suy nghĩ về tất cả mọi thứ đúng không?
không cái mẫu hình lý tưởng nào nó rõ ràng hơn em? Thông tin. Không, về ngoại hình thì em có mẫu hình lý tưởng thôi, còn về tính cách thì em từ bé đến lớn một xíu em thích nhiều diễn viên Việt Nam. Việt Nam hả? Dạ. Làm tương lai trong nghệ sở. Đây giờ còn thích không? Mình có một cái mẫu hình gì vậy? Tạ tạ gì đi, nãy giờ có tính cách như thế đó. Bây giờ thấy có gì nó trùng khớp với mình không? Giờ là tính cách của em thì em cũng có. Sao em cũng có. Em cũng có. Chinh phục. Nói thì phải tám đó. Đúng giờ nha. Đúng giờ là cái mức tầm quá. Bước vào của tôi đó. Em có yêu cầu. Yêu cầu. Em có cái hình mẫu về người mẫu. Em thì là cái mẫu. Để nói đi. Mối tình trước em không thông cảm. Dạ, mối tình trước thì cũng là tôi thương yêu đó. Sơ sơ là có hai con tác. Nó tài chưa? Có nắm tay rồi. Đúng chưa? Chưa có tình hiểu yêu, yêu luôn quá. Còn dính luôn. Còn dính. Dạ dạ anh đó. Có mình đặt. Hai không hỏi nữa. Hả? Dạ cái anh giới thiệu không?